Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm một cái clip mà cho em núi rừng ăn cái món khoái khẩu của em núi rừng luôn. Đây là món cây le. Cây này cây ở trên rừng Mường Lát nhiều lắm. Cây le này nó trong này nó có tích nước này, cây tươi mà. Thì cái món này món sở trường của Nam rất thích ăn, đặc biệt là ăn cái đoạn mắt này càng cứng càng tốt này. Đấy, là rất thích ăn cái đấy. Bây giờ mình sẽ cho em ăn cho mọi người xem nhé, xem là nó nhạy như thế nào khi mà mình được cái món ăn khoái khẩu nhé. Mọi người có thể cho cây tre đấy đang ngửi này, đang ngó lắm này. Ăn giỏi lắm. Đây. Ui, giật giật như thật đấy. Ui. Khác gì đi câu đâu mọi người. Em dưới vào đây này, có vẻ hơi dài quá, mình chặt hôm nay hơi dài, đang mai chặt ngắn lên tí để cho nó vừa với cái này, vừa với cái khay thức ăn đấy. Em dưới em ra ăn ạ. Quen rồi. Đúng, món khoái khẩu luôn, sở trường luôn. Đây mình đang có cái câu chiếu. Trường luôn. Đấy. Nghe tiếng không? Cắn giỏi lắm đấy. Em dúi mình đang huấn luyện cho cái cách gọi em dúi đó là kêu giống như tiếng sóc kêu ấy. Sở trường này, đây là cái miếng bé bé này, cái miếng này non này, ăn đi, ăn đi. Khả năng mình sẽ mở mấy cửa hông ra để cho nó thoải mái. Mình sẽ thường xuyên đăng các clip liên quan đến em dúi này cho mọi người cùng xem nhá. Đây, cắn cái gì mà cắn đây, đây cho hẳn luôn đây luôn này, đây. Đúng sở trường luôn, rất là thêm ăn. Đây mình cho em dúi ăn cái món khoái khẩu của em dúi luôn. Đó là món cây le. Cây le này em dúi ăn thì đúng sở trường luôn. Em dúi ra đấy, giỏi chưa? Đấy. Ôi đẹp thế.
Đấy, hôm nay em rủ được ở nhà mới rồi nhá. Mình quay clip ngắn như thế thôi. Đấy, chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé. Và đừng quên bấm đăng ký cho kênh Hoa Ban Rừng này. Và kênh Trải Nghiệm Cuộc Sống này. Đó là hai kênh mà thời điểm này tôi đang làm, tập trung nhé. Đấy, em rủ sẽ được ở nhà mới kể từ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 12 âm lịch, 18 tháng chạp ạ. Còn có 12 ngày nữa là Tết Nguyên Đán cổ truyền. À đây này, cái khay này có cái tác dụng à, em dưới muốn mang vào nhà không đấy. Cái khả năng mình phải đưa vào nhà trong túi thôi. Dặn chui vào nhà ăn ok ok luôn, mới vào nhà thôi kiểu một chút quất nhiều quá nhỉ. Còn để ngoài này rồi nhá. Xin chào tạm biệt mọi người nhá, cho em cứ vào nhà rồi đây. Đấy đó gì vô cũng kẹp đó, kẹp lại để em dưới khỏi ra thì nó ủi ra luôn. Ta đi, xin chào nhé. Rồi. Xin chào mọi người nhé, xem em rúi cái ăn này. Nãy là đang đặt cái máy quay lên cái thùng xốp. Thùng giữ nhiệt. Ăn thịt lắm, ăn cái búp măng, ăn búp măng đúng sở trường luôn. Mình mua cái lồng như thế này, cái lồng nuôi chim nhé mọi người, nhưng mà mình buộc rất là kỹ các mối buộc ở đây này, xung quanh cái đây này. Đây các mối buộc là mấy nghìn đó, hai đầu này mỗi bên một nửa, còn ở bên hai bên hông đây thì mỗi bên có hai mối buộc. Ngoài ra có các cái cửa đây, ba cửa kìa. Lâu ngày không nuôi chim nhưng hôm nay mới thấy cái lồng đời mới là nó có tận ba cửa này, một cửa to hai cửa bé, nên là cái này cửa bé này mình sẽ tí sẽ tháo ra để cho nó cơ động, lúc mà mình không muốn mở cửa chính là mình thò thức ăn vào cái cửa nhỏ này cho em rúi em ăn, hoặc là bạn Tâm bạn cho rúi ăn. Bạn Minh Tâm là bạn cũng yêu thương em rúi này nên bạn đặt tên cho em rúi là củ tỏi. Đi ra chơi là củ hành. À đi ra chơi là củ hành à? Ừ. À đấy, chơi em rúi ăn ngô này. Quên rồi. À, mọi người lưu ý là mình bỏ cái khay như này thì để cho thức ăn nó khỏi bị rơi ra nhé. Thì em rúi này ăn các cái hạt như hạt ngô chẳng hạn là hay bị rơi vương vãi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip lần sau. Bye bye.